trang thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, được đầu tư bài bản. Đó là những gì mà Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang có để đào tạo ra những người làm nghề có trình độ kỹ năng, đáp ứng nguồn nhân lực, chất lượng cao cho xã hội. Do được chú trọng giáo dục về thể chất, rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp và kỹ thuật lao động nên hầu hết học sinh ra trường đều tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Trong đó, nhiều học sinh, sinh viên được tuyển chọn đi làm ở nước ngoài. Qua việc giảng dạy của các thầy cô ở đây thì em cảm tưởng là việc giảng dạy của các thầy là rất khoa học, nhiệt tình với các bạn ra với công việc hàng ngày thì em thấy là không bỡ ngỡ với công việc ở ngoài. Đời thường học ở đây thì 30% là lý thuyết và 70% thực hành. Trang thiết bị ở đây thì rất là hiện đại, được 100% là xuất khẩu của bên nước ngoài. Bọn em được tiếp xúc với trang thiết bị ra ngoài, cũng trang thiết bị cũng như kiểu ở trong trường trong lớp. Bọn em không bỡ ngỡ như các bạn học đại học. Học sinh sinh viên học nghề tại trường được miễn phí ở nội trú, miễn phí đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ cho học sinh sinh viên. Đặc biệt Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, cập nhật trang thiết bị máy móc hiện đại nhất để phục vụ giảng dạy. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ là một trường công lập, trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất là quan tâm đến việc đào tạo nghề, đặc biệt là từ khi cái luật giáo dục nghề nghiệp ra đời, thì đào tạo nghề được xác định là một trong những cái hoạt động rất là trọng tâm để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Hiện tại thì nhà nước cũng đã có rất nhiều những cái chính sách đối với học nghề, ví dụ như là cái miễn học phí cho đối học viên trung cấp đi học giáo dục nghề nghiệp, hoặc là miễn giảm học phí đối với các đối tượng chính sách xã hội. Thì hiện nay thì nhà trường cũng đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện theo chính sách nhà nước. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng có một số những cái chính sách của nhà trường nhằm thu hút học sinh học nghề. Ví dụ như học sinh mà vào học nghề tại trường của chúng tôi thì chúng tôi có một số cái chính sách, ví dụ như là miễn cái kinh phí ở nội trú, rồi là miễn các một số các cái hoạt động tham gia các cái khóa đào tạo bồi dưỡng như ngoại ngữ, tin học, rồi các hoạt động ngoại khóa khác. Bên cạnh đó thì để mà nhằm thu hút học sinh học nghề thì chúng tôi cũng đã có nhiều những cái giải pháp. Bên cạnh việc tuyên truyền quảng bá trên các hệ thống thông tin đại chúng thì chúng tôi còn có phối hợp liên kết với các hệ thống các cái trường trung học, bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông, tổ chức các cái hội thảo nhằm tư vấn hướng nghiệp để mà giúp các em có cái lựa chọn khi vào nghề. Đặc biệt để mà thu hút học sinh nghề thì chúng tôi rất chú trọng đến cái chất lượng đào tạo nghề, đó là đầu tư cái cơ sở trang thiết bị vật chất một cách hiện đại, đáp ứng đủ cái điều kiện cho học sinh được học, rồi đầu tư đào tạo bồi dưỡng giáo viên để đảm bảo cái chuẩn theo quy định để nâng cao chất lượng đào tạo. Rồi chúng tôi cũng đòi xây dựng các cái chương trình đào tạo phù hợp với cái thực tế hiện nay. Với một cái phương châm hiện nay của chúng tôi đào tạo đó là gì? Đào tạo gắn với lại lao động sản xuất, học đi đôi với hành. Đó chính là cái phương châm để làm sao mà chúng tôi nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Phương thức đào tạo của trường luôn gắn học tập lý thuyết đi đôi với thực hành. Sau khi học lý thuyết, sinh viên sẽ được thực hành ngay trên máy móc, để sinh viên sau khi học xong sẽ nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng vận hành, sử dụng công nghệ máy móc. Chương trình của chúng tôi thì có hai phần. Phần thứ nhất là đào tạo kiến thức kỹ năng cơ bản, phần thứ hai là đào tạo nâng cao. Phần kiến thức kỹ năng cơ bản thì thường nó tương đương với cái trình độ trung cấp, còn phần kỹ năng và trình độ nâng cao là tương đương trình độ cao đẳng. Ngoài học các môn kỹ thuật cơ sở thì học sinh được xuống ngay, xuống xưởng học các cái môn học mô đun cơ bản, tức là những cái máy vạn năng như máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài vạn năng và những công nghệ cơ bản. Sau cái đoạn đó, giai đoạn một đấy thì học sinh, sinh viên được đi thực tập tại cái doanh nghiệp gọi là thực tập sản xuất, làm quen với cái môi trường sản xuất. Xong cái trình độ sơ cấp thì học sinh chuyển ngay sang là học trình độ nâng cao và tương đương với cao đẳng. Thì sau khi học xong thì học sinh sẽ được đi thực tập tại các doanh nghiệp. Mỗi giai đoạn thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp là đều tầm khoảng 3 tháng. Khi mà thực tập tốt nghiệp là học sinh cũng chủ yếu là cho học sinh tự chọn cái doanh nghiệp đến, sau đó nhà trường ra quyết định cho học sinh đi. Ở đây thì học sinh đã chọn lựa và tìm được những doanh nghiệp phù hợp với mình và
chính cái doanh nghiệp họ cũng đã gì chọn lựa được cái học sinh sinh viên của mình. Khi ra trường thì học sinh là được doanh nghiệp là nhận ngay vào làm, mà thực tế là vào từ năm thứ ba trở đi là học sinh cứ nửa ngày đi làm và nửa ngày nghỉ học. À, phải 90% học sinh sinh viên qua là như vậy. Ngoài việc học tập và thực hành tại trường, sinh viên còn được đi học tập sản xuất tại nhiều doanh nghiệp khác nhau. Từ đó sinh viên được tiếp cận với các mô hình doanh nghiệp, văn hóa lao động tại doanh nghiệp. Trên cơ sở bổ sung thêm lượng kiến thức, kỹ năng mềm cho sinh viên. Và sinh viên sau khi ra trường có thể làm tốt công việc của mình. Hiện nay thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi thì bao gồm trang bị các cái kiến thức về mặt lý thuyết, trang bị các cái kiến thức về thực tế, trang bị kỹ năng về nghề nghiệp, rồi trang bị kỹ năng thực hành nghề. Việc đó thì chúng tôi đã phải xây dựng một cái chương trình đào tạo một cách rất là phù hợp để đảm bảo người học sau khi học xong có đầy đủ các cái kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản, thái độ làm việc, thái độ nghề nghiệp để mà khi tốt nghiệp ra trường, các em ra ngoài lao động sản xuất, các em đều có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được học ở trường cũng như các cái ý thức, thái độ đã được học tập ở trường để mà các em có thể tham gia vào cái quá trình lao động sản xuất một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất. Để làm điều đó thì hiện nay trong chương trình đào của chúng tôi đã thiết kế một chương trình đào tạo gồm có 30% lý thuyết, 70% thực hành nghề. Và trong thực hành nghề thì hiện nay chúng tôi đã áp dụng toàn bộ là cái dạy tích hợp trong quá trình đào tạo. Nghĩa là các em được vừa trang bị kiến thức chuyên môn, vừa thực hiện kỹ năng thực hành nghề ngay tại nhà trường. Và bên cạnh đó thì không chỉ hoạt động nhà trường mà để tạo điều kiện cho các em có thể tiếp cận với hoạt động sản xuất thực tế. Thì trong chương trình chúng tôi xây dựng nó còn có cái chương trình đó là gì? Ngoài cái học tập tại trường, các em còn có cái giai đoạn là thực tập lao động sản xuất trực tiếp ở ngoài các cái doanh nghiệp. Để làm cái cơ sở, một là các em có thể làm quen, tiếp cận thực tế với môi trường hoạt động sản xuất. Cái thứ hai là các em cũng hoàn thành các cái kỹ năng nghề nghiệp. Cái thứ ba là gì? Là các em có thể là tham gia vào các cái hoạt động của doanh nghiệp ở cái vị trí người lao động. Rồi các em được tiếp cận với cái văn hóa doanh nghiệp. Trên cơ sở đó để mà các em hoàn thiện toàn bộ kiến thức, kỹ năng cho bản thân mình. Để khi mà các em tốt nghiệp ra trường, các em hoàn toàn có thể tham gia vào cái dây chuyền sản xuất ở doanh nghiệp. Hoặc các em có thể tự tổ chức các cái hoạt động sản xuất cho chính mình. Ngoài ra, ngay khi học tập tại trường, sinh viên đã được hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Từ đó giúp sinh viên có ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho chính bản thân của mình và người khác trong quá trình lao động. Việc mà thực hiện các cái quy định về an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung mà đòi hỏi trong quá trình học tập, người học sinh phải thực hiện một cách nghiêm túc. Thông qua cái việc chấp hành đó, người học sinh thực hiện cái yêu cầu của cái phòng lao động cũng như về siêu tầm lao động, không chỉ riêng trong thực khi học ở trường mà khi ra ngoài lao động sản xuất, các em cũng còn phải thực hiện chấp hành đó. Như vậy để đảm bảo điều đó thì chúng tôi đã có ban hành các cái quy định, các cái chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người học sinh học trường, từ thầy giáo đến học sinh sinh viên phải chấp hành đầy đủ các cái quy định theo cái quy định của luật an toàn vệ sinh lao động. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ phấn đấu để trường thực sự là trung tâm đào tạo chất lượng cao, đạt thương hiệu quốc gia và khu vực, là cơ sở luyện thi tay nghề cho các thí sinh tham gia dự hội thi tay nghề quốc tế, là nơi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giáo viên, cán bộ quản lý nghề trong cả nước, tổ chức thi cấp chứng chỉ nghề quốc gia và là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng các mô hình dạy nghề tiên tiến, phát triển phương tiện, thiết bị dạy nghề.